Hi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhi. Dạ thì bắt đầu một ngày mới thôi, giờ mình sẽ đi làm đây. Rất là mong rằng là mọi người sẽ có một buổi sáng làm việc thật là năng lượng nha, thật là tích cực. Giờ thì mọi người hãy cho Nhi một cái like này, một cái đăng ký kênh nha, để Nhi có nhiều động lực hơn. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã xem video để ủng hộ cho Nhi. Giờ mình đi làm đây, xin chào mọi người nha. Nhi đã đến được cái chỗ mà chuẩn bị xe nó sẽ đến để chở mình đi đến công ty. Hôm nay dậy sớm quá nên là rảnh rỗi ngồi nhịp chân nhịp giò chờ xe đến đón nè. Nhìn cảnh đường xá, xe cộ chạy vào buổi sáng á, rất là yên bình luôn á. Ở quê nữa, ngồi lên xe rồi này, gió mát ơi là mát luôn mà sẽ làm một giấc rồi đến công ty thôi. Đố mọi người biết đây là trái gì nha. Mình được một chị ở cái công ty cho mình mấy trái nè. Trái này á là trái xay nha, bây giờ là cuối mùa của nó rồi. Hồi nhỏ thì mình rất là thích ăn trái này luôn. Nó chua chua, ngọt ngọt. Nó cái lớp của nó đó, mình thích ăn những cái trái chín như thế này nè. Nhưng mà nó có những trái sống ăn cũng rất là ngọt, rất là ngon luôn á mọi người. Không biết là mọi người có biết trái này không ta. Nếu mà mọi người biết á, để lại bình luận bên dưới lớp mình nha. Chứ cái món này lâu lắm rồi mình mới được ăn lại á, chắc là cũng phải hơn chục năm rồi mình mới được ăn lại. Cả ngày chỉ chờ mong vào giây phút này, mình đang ngồi trên xe để đi về nhà rồi đây mọi người ơi. Tin được không, bây giờ đố mọi người là bây giờ mấy giờ nhìn ngoài đường nè. Nhìn đèn đường nó sáng vậy thôi chứ bây giờ đã là 8 giờ rưỡi rồi nha, không có một bóng xe luôn. Trời ơi, nó vắng ơi là vắng luôn. Tại vì Bình Định đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 á, nên là sau 9 giờ hay 9 rưỡi gì á là hạn chế ra đường, nên bây giờ mới 8 rưỡi mà coi đường nè mọi người. Trời ơi, vắng ơi là vắng luôn. Hi, xin chào quý cô chú anh chị nha. Nhi đã đi làm về rồi và đã thay một cái áo mới, không còn mặc bộ đồ của công ty nữa. Thì hôm nay là em mình nó mới đem cho mình đồ ăn lên á, thì bây giờ mình sẽ hâm lại và mình ăn tối thôi, đến giờ ăn rồi. Đây là bữa tối mà em mình nó mang lên cho mình nè, chắc ở dưới nhà mình ăn cháo á. Đây là cháo gà với lại gà. Giờ mình sẽ lấy một cái nồi nhỏ. Mình đổ ra rồi mình hâm lên. Bắt lên. Mình sẽ đổ cháo vào rồi mình hâm ha. Còn gà thì mình để dễ luôn, mình không cần hâm đâu. Wow, nhiều quá. Rồi, bắt lên bếp. Phần gà giờ mình sẽ bày ra ha, lấy một cái đĩa ra. Rồi, để rau lên. Để rau sống ở dưới chứ. Một ít rau sống ở dưới. Xong rồi bỏ gà lên. Lấy đũa coi nè. Đây. Trời ơi, một cái đùi. Ý da. Ý da, ý da. Cháo nó đã sôi rồi nè. Giờ mình lấy một cái tô để mình múc ra. Ôi, một dĩa gà đầy ắp luôn. Sao mà ăn hết cái đĩa này được. Rồi, múc cháo ra. À, tắt bếp, tắt bếp. Đây. Qua úp nút luôn. Rồi, chỉnh chu lại đầu óc, đầu tóc, quần áo cho nó gọn gàng, tinh tương. Hôm nay có tiến bộ hơn là thay được cái áo mới, không còn là mặc cái áo của công ty nữa. Thêm một đĩa thịt gà. Trời ơi là trời, hấp dẫn quá luôn á. Có nguyên một cái đùi luôn nè mọi người. Trời ơi, để cho mình nguyên cái đùi luôn, không chịu chặt ra nữa. Thôi giờ mời các cô chú anh chị và các bạn ăn tối với Nhi nha. Đây, cháo ở dưới nhà má mình nấu đó. Muối tiêu chanh.
Giờ mình thử ăn một miếng gà nha. Sau cái phần của con gà thì mình thích gặm cái phần cổ nha, tại vì mình thích ăn da. Xong rồi cổ nó sẽ có nhiều da và nó có ít thịt mà nó nhiều xương. Mình thích múc xương xương vậy á. Mời tất cả mọi người ăn tới với Nhi. Dạ. Được. Dạ. Hấp dẫn quá. Hôm nào mình nghỉ làm á, mình ốp một bữa để mình về nhà mình quay cho mọi người xem về cái nhà của mình. Nhà của mình thì nó không phải là nhà bằng bằng đất, bằng xi măng đâu, nó là nhà bằng ván, bằng gỗ á. Mà ở chỗ mình thì sẽ gọi là nhà rầm. Có nghĩa là ở dưới là nước biển, ở trên là đóng cọc rồi xây nhà ở trên, nhà bằng ván. Mình nhớ lại cái chuyện ngày xưa hồi nhỏ, lúc mà còn ở ở quê á, là để mình chỉnh lại cái tóc. Là nhà Nhi là ở gần biển. Ba mẹ Nhi là sinh sống bằng nghề đánh bắt hải sản, đánh bắt gần bờ thôi chứ không có đánh bắt gần xa bờ. Nhưng mà chỗ Nhi ở thì đa số là người ta làm bằng công cái nghề đó, gọi là ngư dân á mọi người. Nên là ngày nhỏ là rất là thích ăn thịt, mà ngày nào bữa cơm cũng toàn cá luôn. Nhìn cá mà có bữa mà muốn khóc luôn á, ngày nào cũng cá. Cá kho, cá chiên, rồi cá nấu canh. Chỉ có điệp khúc đó quay quần, ưa lần lại. Nhiều khi gạo cũng không có ăn, nhưng mà cá thì ngày nào cũng sẽ có. Tại vì những người hàng xóm á, người ta đi đánh bắt xa bờ vô á, người ta sẽ chia ra cho nhà một hai con ăn cho dê vui. Nên là thấy cá là mình sợ luôn. Nhất là cá nục này, cá ồ này. Trời, mấy cá đó ăn ít thì được nha, ăn nhiều là rất là nóng, dễ bị kiết lắm á. Mình ăn cá đó mà mình bị dị ứng, dễ bị đau bụng. Nên là hồi nhỏ cứ mọi chuyện dở mâm cơm ra mà mình thấy khá là mình sợ. Xong rồi đến khi mà vào Sài Gòn học thì thực sự là Sài Gòn nó đâu có cá tươi đâu, chủ yếu là cá đông lạnh thôi. Nên là vào Sài Gòn tự nhiên mình thèm cá, thèm kinh khủng luôn, thèm khủng khiếp luôn mà không có để ăn. Suốt ngày chỉ ăn thịt gà công nghiệp với mọi người, nó rẻ. Thậm chí nó còn rẻ hơn cả rau củ nữa. Tự nhiên lúc mà ở dưới quê cá ngập mặt luôn, mà nhìn thấy là muốn khóc. Mà đến khi mà vào Sài Gòn thì lại thèm mà ước ao gì có một miếng cá để mình ăn. Mà cá trong Sài Gòn nó không có rẻ đâu nha. Ui, một miếng da nè. Ăn một miếng da. Giống như kiểu quả báo ấy, ngày xưa chơi cá xong rồi đến khi mà vào đó thì tự nhiên là thèm một cách khủng khiếp luôn. Ngon quá mọi người. Ăn gì mình phải có rau kèm theo thì mình mới đỡ ngán được. Chấm một miếng muối tiêu.
mình đi làm từ thứ hai đến chủ nhật lần, nên là không có ngày nào được nghỉ hết, trừ khi nào nghỉ thì mình xin phép nghỉ thôi, tại vì đó là công ty sản xuất á, nên là nó sản xuất quanh năm suốt tháng, lễ lộc thì cũng làm hết luôn, không có nghỉ một ngày nào hết trơn. Hôm bữa là ngày gì ta, ngày 30 tháng 4 cũng vẫn đi làm, dỗ tổ Hùng Vương vẫn đi làm, chỉ có được nghỉ một ngày 1 tháng 5. Trời ơi, gà này sao nó ngon vậy ta? Nó dai vừa phải nha, không dai lắm. Còn cái này to quá, chứ mình sợ mình xé ra rồi mình ăn không hết, nên là chắc mình sẽ để dành để ngày mai mình đem theo mình đi làm. Mình thì thích ăn cháo gạo rang á, còn cháo gạo mềm thì ăn cũng được. Tóc mình lại cột được rồi. Hồi giờ là Nhi, nhà Nhi là ở gần biển nên là cá mắm á, thì Nhi biết làm cá là làm này làm kia, cá nào cũng có thể làm được, nhưng mà làm gà làm vịt thì bó tay, tại nhà đâu có gà vịt đâu mà ăn, ngày nhỏ toàn là ăn cá không à. Nên mà kêu mà đi qua nhà ai mà kêu làm gà làm vịt hay nấu gà nấu vịt là bó tay luôn á. Đưa cá cỡ nào mình cũng làm được, nhưng mà mấy con gà vịt thì mình không làm được. Ôi no, no căng bụng luôn rồi. Mình mới ăn được có chút à. Bình thường mỗi ngày mình quay, mình đi làm về mà mình không quay video, mình cảm thấy người mình nó thiếu thiếu sao á. Dù là mình phải tranh thủ, rất là tranh thủ để mình làm, nhưng mà mình vẫn muốn được quay video, vẫn muốn được ngồi trước cái điện thoại để mình nói chuyện, mình chia sẻ chuyện này chuyện kia cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nghe. Thì sau khi bình thường á, là sau khi mình quay video xong thì mình sẽ tắm rửa thay đồ, xong rồi mình sẽ trả lời bình luận của mọi người để lại trên kênh YouTube của Nhi á. Mọi người có để ý là tất cả các bình luận Nhi đều trả lời hết, trừ những cái bình luận mà nó lặp lại của một người nhiều quá thì mình mới bỏ qua thôi, chứ còn bình luận nào mình cũng trả lời. Mình hãy giữ cái thói quen này, tại vì mình muốn là mình và tất cả các cô chú anh chị và các bạn mà xem cái video của mình được hiểu nhau hơn, mình phải nói chuyện với nhau thì mình mới hiểu được nhau. Rồi sau khi mà tắm rửa xong thì mình sẽ chuyện trả lời bình luận, rồi phụ huynh thép tính toán chi phí này nọ, rồi mình sẽ sửa video tới tầm khoảng 11 giờ 11 giờ rưỡi đó, tùy theo có bữa nào khỏe thì 11 giờ rưỡi, có bữa nào mệt thì 11 giờ ngủ rồi. Nếu như mà buổi tối mình không sửa video kịp á, là ngày hôm sau mình sẽ không đăng được video, tại vì mình đi làm sớm nên là mình không có, trong giờ làm việc mình không có thời gian sửa video được. No quá rồi mọi người ơi, mình không ăn hết được nữa cái phần này á, thì mình sẽ để dành lại ngày mai mình đem cơm đi làm mình ăn đó. Xong rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Rất là cảm ơn các cô chú, các anh chị và các bạn đã xem video của Nhi. Xin cho Nhi một cái like nè, một cái bình luận và một cái đăng ký kênh nha. Rất là cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn. Bye bye.